ngày 23 tháng 11, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa đường dây buôn bán pháo trái phép, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 11 bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàn trữ hàng cấm, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, thu giữ trên 3,5 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Theo điều tra, khoảng đầu năm 2023, Công an huyện Lộc Hà phát hiện một số đối tượng đăng thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ trên các trang mạng xã hội. Nhóm này nhiều lần buôn bán hàng cấm ở Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn. Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an Lộc Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian điều tra, Ban chuyên án xác định đây là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997, Trần Quốc Phương, sinh năm 1995, cùng trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, và Võ Ngọc Sang, sinh năm 2005, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau khi củng cố hồ sơ, có đủ tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng nói trên, thu giữ trên 600 kg pháo nổ các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An, khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng khác, qua đó thu giữ gần 3 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận, từ tháng 7 năm 2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với đối tượng tên Kim ở Campuchia để mua pháo. Sau khi thống nhất được việc mua bán pháo, Nguyễn Tuấn Anh đã lập các tài khoản trên mạng xã hội để quảng cáo, rao bán kiếm lời.